vì nó bỏ chồng nó ôm con đi theo trai. Trời đất đó, ơi. Mấy người đó nói là phải nói. Nè, bảo vệ là nói chứ là bảo vệ nói chứ là. Thì sao ông lên trên cộng đồng mạng ông nói được mà bây giờ tôi giáp mặt với ông mà tôi nói không được là sao? Ông nói gì tự ông hiểu. Giờ nói giờ hỏi chơi thì nó không mình đụng nghĩa nó cũng vào. Thì nãy giờ chị nói với cưng như vậy đó. Dạ. Cái xử lý của ông như vậy đó, vừa cưng ngắn cưng đường bà như chị cưng chịu nổi không? Anh ở anh nghĩ đi, như vợ chồng để em cho quan hệ. Mà ông quan hệ không phải với người ta, anh thì em nói ra anh hiểu rồi, ngày một ngày mình già mà. Một tuần đủ một tuần chứ không phải là em không cho ổng. Mà có nghĩa cái xử lý của ổng yếu chứ không phải là em bỏ ổng, em mới xấu ổng đâu. Em nói thiệt. Một tuần là sao? Một tuần đủ một tuần mà hồi trưa ổng nói á, nhiều khi hai ba ngày có một lần. Ông nói từng lấy một tuần đủ một tuần luôn mà em nói ngay nè. Nó sụi lơ mà chứ không phải mà em nói trên đây mà cho mọi người mà ghét bỏ em mà nói đâu. Nó sụi lơ mà ông làm hoài với em chịu không có nổi. Cái đó là em nói thiệt. Vậy mà ông nói không khỏe. Cái đó ông không có khỏe đâu. Nhiều lúc như một tháng nó khỏe được một lần thôi em. Cái đó em nói thiệt. Vừa cứ kiều mất hoài xanh chịu nổi em cứ đi làm gì đâu phải mà em ở nhà em nói không đâu. Em cũng đi tăng ca tới 10 giờ đêm vậy. Mà cứ kiều mất hoài sao em chịu nổi. Vừa không cho á thì kêu em đi nè, mày điện mấy thằng bồ mày đó, nói với nó đi, em còn bớt lắm, nói bớt được rồi em có nói vậy, nói bớt được rồi, rồi có nói em còn bớt lắm anh ơi, tại vì mấy tháng nay em mới cho chồng em quan hệ, kêu em điện cho thằng nào, em mới điện thằng nào, rồi em mới quạo quá, em nói không để tao điện với dòng họ mày. Thì ấy đồng nghĩa nó bây giờ tôi chịu nổi thẳng ra được. Bây giờ tôi đăng lên đây nè, bây giờ người ta không biết người ta chửi chị cũng được nữa. Đừng chứ không phải mà chị đi ra mỗi nhà mà chị lên đây chị nói xấu chồng chị đâu, tại vì giáp mặt với nhau. Một lời chứ không phải mà chị lại đây chị nói lên. Ấy đòi hỏi thì nó không cho, người nào thanh niên nào cũng bạo, khoe chửi. Cứ nghĩ đi, bữa nay ngày mai tối nữa rồi. Má không có tại là thiệt chứ bất xúc thiệt chứ đẹp luôn. Thì đòi hỏi chơi chút xíu rồi xuống rồi xuống xìu rồi xìu rồi nửa đêm lên tiếp trời đất ơi rồi đằng sáng tiếp rồi con như anh chịu nổi không. Lần sau thì gì đi cho bà đi ngồi đi bà muốn quay lại này sao em muốn quay lại sao em cứ nói thì sao anh xem bao giờ em ở với ông không có nổi đâu. Ông vâng. Ra là ông chửi em mà em đi lần ở đây ba lần là mày đi luôn đó. Một lần trước á là em trốn đi qua nhà con nhỏ cháu em đó là em kêu con em đưa ra bến xe ăn sương á. Là nói với cha là mẹ đi về quê rồi đừng có nói mẹ ở bên cái chị ở bển. Rồi bắt đầu với hai ba bữa cái con em mới nhắn tin với mẹ ơi mẹ với cha thôi nhau á con khổ lắm với lời cha muốn nói chuyện với mẹ cái em mới nói nè nếu như mà ổng muốn mẹ gì á thì con kêu ổng nói chuyện với mẹ đàng hoàng rồi mẹ mới về đó rồi ổng nói chuyện với em rồi cái em nói em nhận với em nói là bây giờ mày muốn cho tao về phải không mày nói chuyện với tao đàng hoàng tao mới về ổng nói giờ á anh lỡ gì rồi thôi giờ á cái tái của vợ chồng em về ở đi rồi mai mốt anh không có chửi em nữa nếu như anh chửi em nữa là em cho anh cho em đi luôn đó rồi em mới về về từng lễ sau anh coi chịch ra dụ cái điện thoại của chị nếu như mà em chấp nhận bỏ ổng là em bỏ lâu rồi chứ không ở với ổng mà tới bây giờ đâu nói thiệt luôn đó con người ổng sống không có như người ta lên cái điện thoại mà chơi anh biết cái polo mà lên live chơi mà đó nói chuyện với người ta là phải ngọt ngào chứ đâu phải lên live mà mình chửi người ta là mắng chửi người ta thì phải kêu anh chị phải vui vẻ với người ta vậy chứ anh nghĩ đi mằng về 9-10 giờ đêm thì về mình sẽ giao chơi chút xíu thôi cũng không cho quạo trọ không có cho chơi với ai hết trơn á rồi đi nằm trong công ty cũng vậy mình thì đứng đằng này ổng đứng đằng kia rồi là chĩa con mắt lên trên mình không mà anh nghĩ coi đứng làm chết con nỉ mày luôn có lấy ai trong chồng anh nghĩ đi rồi sao mà ở với ổng nổi chịch ra con nỉ nhất lộn kêu mình đi lấy trai trẻ không rồi kêu em á nói gì nè anh ở anh nghĩ đi như vợ chồng cũng để em cho quan hệ mà ổng quan hệ không phải với người ta anh thì em nói ra anh hiểu rồi ngày một già mà một tuần đủ một tuần chứ không phải là em không cho ổng mà có nghĩa cái sinh lý của ổng yếu chứ không phải là em bỏ ổng em mới xấu ổng đâu em nói thiệt một tuần là sao một tuần đủ một tuần mà hồi trưa ổng nói á nhiều khi hai ba ngày có một lần ông nói từng lấy một tuần đủ một tuần luôn mà em nói ngay nè nó sụi lơ mà chứ không phải mà em nói trên đây mà cho mọi người mà ghét bỏ em mà nói đâu nó sụi lơ mà ổng làm hoài với em chịu không có nổi cái đó là em nói thiệt vậy mà ổng nói không khỏe cái đó ổng không có khỏe đâu nhiều lúc như một tháng nó khỏe được một lần thôi em cái đó em nói thiệt rồi cứ kiều mất hoài sao anh chịu nổi em cứ đi
10 giờ đêm vậy à. Mà cứ khiều móc hoài sao em chịu nổi. Đúng rồi. Rồi không cho á thì kêu em đi nè, à mày điện mấy thằng bồ mày đó, à nói với nó đi, à em còn bớt lắm, nói bớt được rồi em có đó bậy, à nói bớt được rồi, rồi có nói à, em còn bớt lắm anh ơi, à. Tại vì mấy tháng mà em mới cho chồng em quan hệ, để kêu à. Em điện cho thằng nào, em biết điện thằng nào, à. Rồi em mới quạo quá, em nói không để tao điện với dòng họ mày, tao nói tao còn bớt quá, tại mấy tháng nay mày không có ở với tao, đó anh nghĩ là làm sao mà em ở với ổng được, trên ra là con đỉ kêu em đi lấy chai trẻ không luôn. Mà chai trẻ đâu lấy? Vậy còn không khỏe không? Nếu khỏe thì khỏe, nhiều lúc cũng khỏe đi. Mà nhiều lúc đó em nói chuyện nhức đầu chứ không có gì khỏe đâu. À, thì anh biết tại không? Vì cái người ở cái người thân mới biết. Còn nói ra cũng anh không có hiểu nữa. Em nói thiệt luôn á. Còn mà em đi cái này nè, em đi em cũng buồn lắm chứ bộ. Mà em cũng phải gắng làm, tại vì con bé nhỏ em gắng nuôi. Tại sao em đi bỏ ổng em cũng buồn mà em làm được. Mà ổng không có nuôi ai mà trở lại ổng không đi làm, tự nhiên đi nghỉ luôn lưỡi dài dài ngoài đường đi kiếm chị mày á. Nhắm em đứng ngoài đường chẳng thấy không? Em nói tới chừng có duyên á nãy em ngồi sát qua nào cũng thấy, tới chừng không có duyên không bao giờ gặp em đâu. Đã một cái em nói em đi rồi là tôi chứ mẹ tôi đi tôi không cho ông thấy nữa. Tại vì ngày hôm qua đó là các chú nào nói là bên đội của anh đó. Đúng đâu phải. Là nói là bên đội của anh Hải. Rồi mới xin cái thông tin của chị là nói hỏi chị ở đâu rồi, rồi em cũng tình thiệt nữa, em nói em làm ngay công ty đó đó. Là mới biết thôi chứ ngoài ra là không biết đâu. Em nói thiệt luôn á, mà điện lại thằng đó nó không bắt máy luôn á. Rồi chị mới chuyển cái số của thằng đó cho anh Hải đó, anh Hải điện cũng được luôn. Nó gạt mình như vậy đó, nó dám đi điện vậy đó. Mỗi lần chịch ra là nó nói em lấy chai còn đi chung chị em chơi nha. Nó cầm nó cho em 2,5 triệu. Em đi đàng hoàng, đi cái bữa trước bữa sau à, mày chừng nào về ăn. Mà ý là đi chung chị em đó nghe, rồi em mới nói nè, sao mày ngủ quá à, tao đi chung nhà chị em của tao chơi, chứ tao đâu có đi lấy ai đâu mà mày hỏi tao đi chừng nào về, tao đi luôn rồi. Rồi bắt đầu ngày mai nó lên tới rồi. Ngày mai lên tới anh ơi, em nói nó uống rượu ngang tơi bời qua lá luôn. Nó uống xong á, rồi nó chửi em nhằn nhằn. Em nói bây giờ mày khỏi chửi nữa, nếu như vậy ở được thì ở, ở được thì cái giấy là gì? Rồi. Chứ mày đừng có chửi tao hoài mà chửi. Em tại bữa nay có anh kêu em ra đó, em đi ra đâu người em có đi ra đâu. Đã em nói một khi em đi là không có giờ. Vậy là chị lần này đi là chị đi lần thứ ba này hả? Bây giờ như thế này này, để làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Anh về đây anh kể một đường, chị về chị nói một khác rồi. Bây giờ anh kể là không có đúng sự thật đâu. Bây giờ anh nói lại này, cái sự việc lý do sao vợ anh bỏ đi. Dạ, là nó là chơi TikTok. Mà quánh em là đá em hay đá trên chỗ đó nè. Chơi TikTok. Nó lên nói chuyện người này, nói chuyện người kia đó. Tôi không thích, tôi không ấy là tôi mới chửi. Tôi mắng nó. Bản thân anh là một người chồng, anh cảm nhận được rằng anh đã đối xử tốt với vợ anh chưa? Theo như anh thì đó xử đó, đó giờ là không giờ bậy bạ, không như dũng đập vợ con đá chị hai đá được cái điện thoại đá chị hai đá không dũng á, tại nó chơi cái anh nghe có đá vợ mà có đá vợ cái vợ mà vợ chơi giúp tết á, tôi dựng điện thoại nó không cho đó. Và anh chưa thấy đâu, quần quần áo của em nha, quần nhỏ áo nhỏ vậy cho em xếp em vừa khóc luôn nó không cho cho điện thoại tôi coi cho con điện thoại đó. Đó là anh cứ nghĩ đi. Điện thoại của ông có, tôi nghĩ điện thoại của ông có, điện thoại của chị có. Thì mạnh ai mới coi đi xem điện thoại của chị làm gì. Bởi cái bà em nói nghe nè. Ngủ với vợ, ở với vợ, vợ không cho ông này học cái người dương sát này cho chúng bùng làm có sớm cho luôn. Học thậm chí cái anh dễ em cái nên luôn. Đi nói cho luôn. Giờ nói với nhà nói với em gì ai cũng nói cái là phải hết. Thôi bây giờ nhắc mặt không ai nói phải đúng không? Bây giờ tao phải đứng giữa tôi là trọng tài. Phải chi bây giờ chị là em lại anh hết anh á. Rồi bây giờ nè, nói chung bây giờ là câu trọng tài, tại vì anh lại nhờ tìm vợ hay tìm vợ trong ngày nay thì tìm được vợ anh rồi. Nhưng mà đó giờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đã tìm được vợ anh rồi. Bây giờ tôi giúp cho anh là hai bên nói lại, nhưng mà theo tôi chỉ là bây giờ chỉ thì chỉ nãy giờ chị nói với tôi thì chỉ không có còn tình cảm nữa không? Vậy chứ mỗi lần đi là nói em lấy chai trẻ không mà lấy chai trẻ không à? Cái này mà nếu như mà em có hư là cũng ăn của ổng. Tại vì ổng bóc suối em đi. Đang ở với ổng đâu lành mà ổng bóc suối đi. Nóng quá vậy nó lỡ lỡ nói. Bây giờ em nói anh Hải là đâu phải là vợ chồng mỗi lần nóng là mỗi lần chữ như vậy. Nói gì? Người ta cũng có danh dự người ta rồi đâu phải có. Nóng quá vậy nó. Nó có thể với anh luôn nè. Lỡ lỡ. Nó thể với anh luôn, vợ là không có bồ hay là vợ anh bữa hôm. Em không có ai chứ. Vợ anh có điện tôi thấy là này nằm với con. Đó, nằm với con ở nhà trọ. Bây giờ như thế này này, cái chuyện vợ chồng thì anh em chỉ giúp anh là tìm được vợ anh về thôi. Còn cái chuyện mà vợ chồng anh ở với nhau được nữa hay không, đó là tùy gia đình nhà mình. Anh em sẽ không có quyền, đó là cái chuyện riêng tư. Còn lo trên nhà của chị em, anh nói sao hả chứ không?
Nếu như mà tôi gặp nó rồi ha là tôi sợ đầu nó. Và chị em mới trả lời đó, đâu phải mà em của tao. Anh chị này, em xin phép anh chị nhá. Bây giờ mình thứ nhất là mình người lớn hết rồi. Mà đặc biệt rằng trên video này rất nhiều các cô chú anh chị, đặc biệt là cô chú anh chị lớn tuổi đang xem, nên mình tôn trọng mọi người một xíu ha. Bây giờ mình nói chuyện thì người nói phải có người nghe. Bây giờ là em bắt đầu nói chuyện trò với anh trước nhá, bởi vì anh là người về đây nhờ anh em đi tìm vợ. Anh bây giờ anh có thể chia sẻ lại cụ thể cái câu chuyện mà anh về đây nhờ anh em đi tìm vợ. Cái lý do vợ anh bỏ đi là gì? Lý do là nó chơi cái lên mạng lên đó, nói chuyện mình hay gì kia đó, rồi nó đóng ra đó, nó chơi cả ngày, chưa đi làm khi lúc đó có đi làm về giấc chưa đó, khi nó cơm kêu nó cơm cũng không nấu, nó nói là nó có mì đó, người ta tôi không ăn tôi không nấu, nó có mì đó rồi đó này nấu ăn đi, đó rồi khi đó, rồi nấu nó nấu cơm nó đã rồi nó bỏ đó, rồi nó nói rồi đó, rồi đó, ai ăn ăn đi tôi không ăn, rồi đầu bấm điện thoại chơi, phải làm tới 10 giờ đêm nó về cũng vậy, chơi tới 11, 2 giờ đêm, rồi la nó chơi chơi rồi tới khuya nó hơn nó cho nó ngủ. Sáng đi làm nó nói nó còn cự, nó là chơi có gì đâu, đó nóng quá giận nói vợ con, rồi vợ con cũng càng chơi hoài nó không bỏ, nó chơi đó là nó là chơi chơi chỉ anh em qua lại thôi chứ chơi đâu có lấy, nó không lấy lấy rồi nó không thích đó, nó không thích chơi gì đó, nó không thích đừng có chơi đó, là cũng nó cũng chẳng dạy cũng ăn bớt chơi rồi. Cái vụ đó mình cũng thương vợ con, mình cũng hơi lên cái mắt cái máu ghen, mình có chửi mắng nó. Ghen cái gì mình ghen khùng ghen đi. Đó, thì có nó ghen rồi chửi mắng nó này nọ, gì đó là mấy lần mình bậy. Đó là cái điều thứ nhất. Dạ. Cái điều thứ hai nữa là điều gì? Đó, hai rồi đó là bỏ đi. Đó, bỏ đi rồi đó, thành cũng điện đó rồi về. Đó, về rồi là lên trển ghen cho nên về kiếm về rồi đó là cho nó là với bác về không chơi nữa, bỏ. Đó. Rồi bắt đầu là 2-3 ngày chơi tiếp nữa. Đó. Khi có mình á thì nó mới không có mình thì nó điện. Đó. Mình không thích. Khi nó gọi á thì nó nhà ai đứa ra ngoài kia, đi ra ngoài nó điện. Nó chuyện nó lắm, nó chuyện rồi cười giải thích, mình gọi đi nghe ra mình thấy đó, mình nói đó. Nó tao có nó nói chuyện gì thấy không? Rồi mình ghen nó này nó nọ. Tóm lại là cái câu chuyện này của anh là thứ nhất là vợ anh chơi tốt tốt, anh không đồng ý và có nói chuyện với những người bạn trên live. Đúng ạ, nên anh cảm giác là anh ghen tuông. Anh trai cho em hỏi này, mình là một người chồng, đúng ạ, đặc biệt rằng là anh lấy được vợ rất là trẻ. Em được biết rằng cái câu chuyện này vợ của anh là trẻ hơn anh 16 tuổi. Đúng không ạ? Hai vợ chồng mình trong quá trình sinh sống với nhau biết bao nhiêu năm trời, mình cũng đã có con cái rồi. Bản thân anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Vì đó là không giờ sai gì hết, có sai thì sai rồi, lên đây là chơi giúp tớp là sai rồi. Em đang hỏi anh á, là trước giờ mình đối xử với vợ con như thế nào? Là tốt, không có gì. Mình có làm điều gì lầm lỗi không? Không có gì lầm lỗi hết. Được ở nhà cửa, từ ở dưới quê lên đây, đồ đạc tôi giặt hết. Tôi mất thì tôi nấu luôn. Mình đi làm về tiền bạc có đưa cho vợ không? Vợ con là giữ hết, tôi không có giữ. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nhậu với bác thì gặp khỏi vợ. Anh có hăm dọa hoặc là tác động tay chân tới vợ của anh không? Đó giờ là không có. Không có đúng không ạ? Từng cái chiếc tết này là nóng là kia nó đưa cái điện thoại mà cho coi á, là nó không giờ đưa là cái lòng tôi giống này được có nóng quá, đá được hay đá. Vợ anh bỏ đi lần này là lần thứ mấy anh biết không? Lần thứ 2-3 lần. Hai lần trước vợ anh bỏ đi vì điều gì? Thì cũng vụ này á, tôi chửi đó, nó bỏ đi đó. Đó cũng vụ là chơi chiếc tết vậy thôi. Dạ rồi, em xin phép được chuyện trò với vợ của anh. Bởi vì cái câu chuyện này anh em muốn làm sáng tỏ để cho tất cả các cô chú anh chị xem để hiểu rõ hơn câu chuyện. Bởi vì là trong cái câu chuyện này thì tất cả mọi người đang hiểu sai về vợ của anh. Khi đăng tải lên thì mọi người đều nói là vợ của anh ngoại tình và chơi tốt tốt là theo trai. Em muốn làm rõ sự thật, bởi vì nếu chị không có mà anh nói như vậy thì tội nghiệp cho chị. Bây giờ chị gái cho em hỏi này, chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị Lê Thị Thu. Chị Thu là năm nay là 38 tuổi đúng không? Mình lấy chồng lâu chưa? Đấy là 19 tuổi. 19 tuổi mình lấy sớm à. Chị ở với anh được bao nhiêu năm rồi? Thì ông trai lớp chị 20 tuổi rồi đó. Trong quá trình gần ấy năm trời thì anh có đối xử tốt với chị không? Ông thì tốt rồi đó, mà có mấy năm nay là ông trở chứng rồi. Theo như anh chia sẻ rằng là chị hay lên mạng chơi tốt tốt, là có chị đúng không? Cái follow đó, mấy follow mà lên trên like với chị với mấy chị em với mấy anh rồi đó. Mình chơi cái đấy là mục đích là gì? Chơi chứ nói chuyện vui vẻ thì thôi chứ không có gì hết trơn á. Giải trí đúng không ạ? Giải trí đó. Chị có quen ai trên đấy không?
Thì lâu lâu mới quen được mấy chị đó. Ý của em hỏi là có người khác giới, bạn trai có không? Trời ơi, tào lao mà chị không có quen đâu. Nói chuyện chơi xong là xong à. Anh khẳng định với anh em, anh tức là anh có chia sẻ với anh em rằng là chị có quen người đàn ông khác. Thì theo như đó, chị như thế nào? Tức là cái mục đích là bạn bè. Bạn bè không à? Không có gì khác. Nếu như chị ngoại tình thì chị bỏ ông lâu rồi, chị không ở tới bây giờ đâu mà để đi cho ông nói chuyện theo trai đâu. Hai lần trước chị đi là vì lý do gì? Lý do cũng vậy đó, là chị nói nè, ghen cũng có, một quan hệ vợ chồng không cho cũng chửi. Trời đất ơi. Nó là như vậy, chứ không phải là có vụ ghen không. Quan hệ vợ chồng là như thế nào đó chị? Quan hệ như là ổng đòi rồi chị bực rồi chị không cho đó, là ổng cũng quạo. Là ổng cũng chửi chị, rồi bắt đầu là viết giấy xin công ty nghỉ. Nó nghĩ cứ vậy không đó. Vậy là anh đòi hỏi rất nhiều. Ừ. Ổng nói chung cái ổng già mà ổng cũng đỡ lắm. Lúc nãy thì phải hai bên giáp mặt nói chuyện rõ ràng mới được. Anh trai, nếu cuộc gọi không quan trọng thì mình tắt máy hộ cái nhá. Mình phải tôn trọng các cô chú anh chị đang xem nhá. Chị cứ chia sẻ tiếp đi chị. Đó chị nói vậy. Còn có vụ mà đi làm gì vậy đó, là trước khi đi làm gì là chị nói rồi, anh ơi, bữa nay tôi làm biến nấu cơm quá, mấy vợ chồng ăn mì đi cũng đồng ý hết trơn. Dạ. Mà bữa nay lên đây nói chị là mê điện thoại, không nấu cơm, cái đó là hoàn toàn là không đúng sự thật. Thì đã giáp mặt với nhau rồi mà ai nói không được là cái gì? Cứ để chị nói đi. Đã giáp mặt hết trơn rồi mà sao nó hỏi thằng con nay mà con ăn cơm không, nói mẹ muốn nấu nấu, mẹ không khỏi nấu nấu. Chị có xem những cái video, ở những cái câu chuyện mà anh em đăng lên chưa? Chị xem rồi. Chị bức xúc ở chỗ nào? Chị bức xúc là ổng là nói chuyện có thì nói có, không thì nói không đi. Tức là chị đang bức xúc là chồng đang của chị xúc. Là đặt điều, nói không đúng đặt về điều chị. Nói không bao giờ đúng. Vậy là... Chị cứ nói cái câu mà nói hả, để con ngủ trứng giữa, rồi ổng nằm một bên bò qua trứng giò chị, rồi chị chửi, đừng có nói kiểu như vậy. Dạ. Đừng có nói như vậy, chị không có đồng ý. Cái nào có mình nói, không có mình đừng có nói. Cái chuyện vợ chồng ấy, thật sự mà cái chuyện mà để mà hai vợ chồng có mặt ngày hôm nay để mà đăng lên mạng, cái điều đó là không ai muốn. Nhưng mà cái câu chuyện này thật sự rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Như chị chia sẻ anh trai, là cái chuyện mà phòng the chăn gối, thật sự đây là những cái câu chuyện rất tế nhị, anh em không muốn đào sâu. Nhưng mà chị rất bức xúc, chị cũng nói rồi là anh đòi hỏi rất nhiều. Mà lúc nãy thì mình có chia sẻ rằng là một tuần gì đó là hai lần. Mà chị nói ngày nào như vậy sao chị chịu nổi? Thì anh nghĩ sao đây anh trai? Đấy, lý nó cũng yếu. Còn vợ con rồi, muốn lấy rồi. Không phải mà chị nói đây thì mắc công người ta nghe, người ta nói chị. Dạ. Ổng lên, đâu phải mà xuống liền đâu. Cứ ở trên đó hoài, nó cứ mè mè rồi sao chị nội chịu nổi, cứ vậy hoài đó. Làm hoài luôn đó, chịu không mà sao anh nghĩ ra anh chịu nổi không? Mà không cho thì chữ lộn, rồi bắt đầu là viết giấy nghỉ công ty. Ok kỳ hả? Xin phép nghỉ công ty, ngày ở nhà chơi đó. Nói chuyện thì nói qua hết rồi. Anh chết luôn. Không, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Nói giấc mặt đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng mà đâu phải có mình nên tôi nói chuyện đâu mà không có đâu mà tôi đặt điều thêm. Em nói chuyện giờ, nói giờ đây có chứ mà. Tại vì ông lên trên mạng, ông kêu xấu tôi rồi. Đó, có nhiều, giờ đó. Anh hơi lỡ lời chửi bắn em, anh nói gì quá bậy bạ. Đó giờ anh nói xin lỗi đó. Không không, anh đứng lên. Anh đứng lên. Tha thứ anh rồi. Tôi không bao giờ có tha thứ gì chứ, tại con đường bà con ra đây nó hưng rồi. Bây giờ con đường bà con ra đây giờ nó hưng rồi, lấy chai nhiều lắm. Giờ con á, em có không bẩm qua cho mặt con. Cái thời gian mà hai vợ chồng mình gọi là đến giờ phút này mà có sự mâu thuẫn đó là được mấy năm rồi chị? Mới đây thôi, tại giờ cấp Tết đó, ở dưới quê đó, ổng cũng chửi chị rồi, ổng nói nè, ổng đi học với mấy đứa em dâu chị á, nó ổng nói nè, à, mợ Tư ơi, à, con Thu á, à, Quang Sang Năm nó đi nước ngoài rồi, tại vì á, Việt Nam á, không có đã, nước ngoài mới đã là chị tránh cái câu đó đó. Thì đó, tại hồi ở dưới đó cũng có chơi với, là lên với hàng ngoài Trung Quốc á. Chị cưng nghĩ đi, cưng nghĩ đi. Làm nhắn tin luôn. Anh à, cái điện thoại của chị nó con bé thì nó trượt chơi tối ngày, nó trượt qua biết có gì đâu, chị nó tùm lum tùm la hết trơn. Mà cái ông vô tình ông nhắn lại đi, ông này ông không biết chữ, đưa cho thằng cháu chị đi đọc, rồi đi chị đi mà đi dẫn con nhỏ em chị đi móc đồ cho con bé nhỏ đó về chị chữ chị một tăng, nói cỡ này mày chữ lắm mà chị tránh cái tục bề tiểu đó ra đó, chữ chị thông lắm, nhắn tin tối ngày luôn chữ chị, mà tới nỗi mà thằng con chị không biết làm gì mà nó đục vô cái đồng hồ
hồ điện đó là cái tay dính máu chưa, là đồng hồ điện mà treo ngoài đó. Dạ. Tại vì mở điện lên dòng con. Vừa thằng con chị nó bức xúc chịu đâu có nổi. Nói ông á không có vụ sao ông không nói bả, mà đợi có vụ vô ông chửi bả làm gì ông nãy giờ. Là thằng con chị quạo quá tức quá đập cái đồng hồ, bể cái đồng hồ mà cái máu tay chảy nè. Là chị lôi lại nhà con nhỏ em ngủ đẳng luôn đó, để hơi mất công đánh lộn với cha nó. Hai vợ chồng anh chị là được mấy người con rồi đây? Có hai đứa. Là một trai, hai trai hết hả? Một trai, một đứa gái, 3 tuổi đó. Bây giờ là mình tới giờ phút này thì chắc chắn là tức nước thì vỡ bờ rồi đúng không ạ? Mình có thể hàn gắn được không? Không đâu chị ạ. Khó không, ha? Không được. Nói lý do gì không ở? Bây giờ tôi không có cần lý do mà tôi ra đi tôi cũng không lấy ai hết, không ở với thằng nào hết. Tôi chỉ ra đi là tôi mang tôi nuôi con. Con như vậy đó, làm vậy đó có cười khổ con không? Khổ thì tôi không biết sau này sao, tôi không cần biết. Mà bây giờ là... Giờ phải tính tương lai cho con nha, không tính vậy sao được. Không, con bé nhỏ rồi tôi nuôi, còn thằng Nam nó lớn rồi, nó muốn đi đâu nó đi. Con thằng Trung không có gì. Nó vậy đó. Không có... Chứ hàng gắn gì ông một tuần, trời ơi trời. Trước mặt anh Hải ra. Tôi nói bây giờ á. Rồi có gì vậy, trở về sau lại có gì. Tôi nói với ông nè. Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè, anh Hải bằng vợ chồng không? Vì đó là có gì sao là có gì nữa. Bằng ông hứa với tôi, ông thề với tôi không? Có thề với chị lần nào chưa? Hứa với chị rồi, từ đây về sau là không có tái phạm nữa. Nếu tái phạm là chị sẽ xé đi luôn. Ông nói là có hứa mà ta nói là thề với chị rồi. Thề mấy lần rồi chị? Hai lần luôn. Nó hứa là không chơi được cái lần kia cái tết nữa. Thì cũng chữ với chị như vậy đó, chữ chị như vậy đó. Tại nó hứa là không giờ chơi cái này. Cái chuyện này thì nội ngoại hai bên biết hết chưa? Nói ngay cho ba má chị không còn đâu, bởi vì không có còn chị mới gặp ổng đó. Còn là không có gặp ổng đâu. Vậy là trước kia là mình gặp nhau trong cơ duyên nào đấy? Hai vợ chồng anh chị á? Đi làm trên Sài Gòn á, rồi gặp ổng đó. Chứ không phải... Cách đó ổng cũng bị vợ bỏ. À... Con ổng là nhỏ hơn chỉ có 2 tuổi thôi. Dạ. Rồi là ai là người nói chuyện trước? Hả? Trước kia là ai là người tán trước? Thì ông này nè. Anh tán trước hả? Dạ, ưng ổng. Nhưng mà anh nói chuyện ngọt không? Ngọt, vợ bỏ mà, thấy gái lên thoái rồi. Em cứ tưởng là mai, hóa ra là hai người tự quen hả? Trước kia mình làm đám cưới to không? Chị chăm chế hết trơn luôn. Chị không nhận đồng bạc nào hết trơn đó. Tại chị thấy chị không có cha mẹ. Dạ. Chứ là bên ổng cũng nghèo, chị chăm chế hết. Chị có anh... cho chị được một cái đôi bông luôn nữa. Chỉ có bà và chồng mấy năm sau mới được đôi bông, mấy phân. Vậy là không có làm đám cưới cũng không có làm luôn. Vậy là ngày xưa là chị cưới, chị lấy ảnh là không có được cưới hả? Không có được cưới được gì hết trơn, chị chăm chế hết luôn. Ổng là đi về chỗ với chị thôi. Mà về quê chị là ai cũng chưa bỏ hết trơn, tại thấy ổng già quá. Nhưng mà trước kia là chị là mình con gái tân luôn hả? Con gái mới lớn lên đi gặp ổng á, không có vợ rồi, vợ bỏ đó. Vậy anh có Phước qua kỳ á, Phước anh có mấy vợ rồi? Hai vợ rồi đó. Vợ hai, vợ trước có mấy đứa con? Ủa nhưng mà anh trai, ngày xưa mà mình lấy chị mà chị chưa một lần bước lên xe hoa, xong mình không tổ chức đám cưới đàng hoàng. Không có tổ chức đám cưới đám gì hết trơn. Gặp nhau thì thương nhau. Đúng ra như thế này này, đúng ra như vậy mình phải thương chị nhiều hơn. Thứ nhất là chị nhỏ hơn anh 16 tuổi. Dạ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị... Anh trai, đời người phụ nữ á, cái ngày đẹp nhất là ngày lên xe hoa. Đúng không ạ, được mặc váy cô dâu á. Đó là cái thời điểm khoảnh khắc mà đẹp nhất. Nhưng rất tiếc rằng vợ của anh là thiệt thòi cái đó. Đúng không ạ? Thương vợ con đâu, cũng đập vợ con gì đâu. Vì có mình sai lầm là cái vợ nó chơi cái này người... Chị nói chơi cái này cũng có đánh nổi gì tới cỡ đó luôn á. Nhưng mà chị chơi chị có làm quá lên không mà anh như vậy? Chơi có làm nổi gì chứ. Chơi là mình nói chuyện mình là mình like ở trên top hả? Mình có nói anh em ngọt ngọt thì không? Thì lên đó thì không phải kêu người ta bằng anh rồi, người ta mới kêu bằng em rồi chứ sao không vào. Ý là mình có nói chuyện tình cảm không? Không có nói tình cảm đâu. Lên trên đó nói chuyện tào lao chứ thôi xuống ngủ rồi. Chị là đi làm công ty đúng không? Đi làm công ty á. Sáng mấy giờ đi làm? 7 giờ chị đi làm. Mấy giờ về? 11 giờ. 11 giờ đêm hả? 11 giờ trưa. Ủa? Sáng đi 11 giờ trưa về rồi tới 10 giờ đêm mới về. À. Ngủ với ổng chứ chị đâu có hẹn người ta đi ra ngoài ngủ đâu. Đêm về là mình chơi lâu không? Mình giải trí lâu không? Chơi đến ngày nhiều khi có ngủ, ngày khó ngủ. Mình... 10 giờ, 11 giờ mới ngủ. Chơi vậy ông ghen phải đối. Mà có nói chuyện ra phải chuyện ra ngoài nói chuyện với người ta thì cái đó ông ghen. Ý là nằm cùng chơi cùng hả? Nằm chung luôn đó, ngủ chung luôn đó. Nằm vậy đó. Anh trai nằm cùng chơi cùng thì mình cũng biết mà. Nếu mà chị mà ngoại tình, chị lén lút thì chị... 2 giờ đêm chị ra ngoài á, thì có đó nói chị được. Nằm chung luôn đó.
Đấy, con thích đó, nói chuyện người ta còn gặp khi nói chuyện với mình cọc cằn. Chị nó không nghe nè. Nó thiệt luôn. Bởi vì ghen, bởi vì nó ghen cùng ghen đi thứ này nè. Nhưng mà chị nói chuyện tranh tốt tốt, chị nói chuyện ngọt ngào, chị nói chuyện với chồng chị sao? Có ngọt ngào không? Cọc cằn lắm, nó thiệt luôn. Không giờ nói nó dốc. Không lẽ tối ngày cứ anh ơi, hoài như đúng không? Nhức đầu chết luôn. Giờ vợ chồng đến nước này thật sự rất khó. Đó bây giờ anh có như tâm nguyện của anh á, anh gặp được vợ anh nói gì đó, anh xin lỗi như thế nào anh nói đi. Bây giờ ông xin lỗi chị, cách nói chuyện cũng đi đâu, tại con đường bài cho nó hơn rồi. Chị đi ra đi lấy chai kìa. Khi lại là nóng quá, rồi cái máu nóng lên rồi là mình cứ nói thôi lại bà này nọ. Đó, giờ đây có như bạc anh Hải rồi, mấy em của anh Hải rồi đó là tha thứ cho anh này là cuối cùng. Thôi, làm trước cuối cùng rồi đó. Chị cứ để cho anh nói hết lời đi chị. Mình chơi không có trái phạm lần nữa. Về chung sống giờ mình làm về để trả nợ cho em út của dưới. Bây giờ chia tay không tôi làm cũng trả nợ được nữa. Giờ đó là để giờ con để sau này rồi con cái nó khổ nữa. Người có cha, người con không có mẹ. Mình nó gì không lớn rồi không sau này mình không sao rồi. Con nó con cái nó lớn rồi nó khổ con nữa. Giờ nói em với em vậy đó, giờ anh có biết đủ em rồi, biết khó hẳn anh nói hẳn rồi, nói cãi rồi thôi rồi đó là cho em đó là tha thứ anh là cuối với anh không nhiều còn tay phạm nữa, có giết vật anh Hải, nếu có gia phạm lần nữa rồi em muốn xử làm sao đó. Trước đây là tới thời điểm hiện tại là anh hứa mấy lần rồi? Vì lúc trước là không có hứa, là nó hứa nó không có chơi như này nữa, là không có cãi giả. Em về đi, mai mốt em muốn làm thì em làm, anh không có la em nữa. Nếu như mà anh chửi em nữa thì anh cho em đi luôn. Đó, chị cũng gắng ở thêm một tuần sau nữa rồi, tới nữa rồi. Cho nó chơi. Nhưng mà chị này, em hỏi chị này, anh là có một cái chuyện là chị chơi tốt tốt là anh ghen thôi đúng không? Còn không, còn vụ khác nữa. Vụ gì chị nói đi. Cái vụ quan hệ với vợ. Sao chị kể luôn đi. Vợ không cho là bắt đầu là cũng chửi, là cái giấy kia gì nghỉ giấy phép, nghỉ một ngày ở nhà chơi. Cái này có không anh? Nói vậy sao rồi, nói chuyện vậy sao ông lên trên cộng đồng mạng ông nói được mà bây giờ tôi giáp mặt với ông mà tôi nói không được là sao? Nói cái gì? Ông nói gì tự ông hiểu. Vậy nói giờ hỏi chơi chị nó không mình đụng nghĩa nó cũng bạo. Thì nãy giờ chị nói với cưng như vậy đó. Dạ. Dạ. Cái xử lý của ông như vậy đó, vừa cưng ngắn cưng đường bà như chị cưng chịu nổi không? Thì nãy đụng nghĩa nó. Bây giờ cưng chịu nổi không? Bây giờ cưng đăng lên đây nè, bây giờ người ta không biết người ta chửi chị cũng được nữa. Được chứ không phải mà chị đi ra mỗi nhà mà chị lên đây chị nói xấu chồng chị đâu, tại vì giáp mặt với nhau. Này là ba mặt một lời rồi. Ba mặt một lời chứ không phải mà chị lại đây chị nói lên. Ấy, đòi hỏi thì nó không cho, người nào thanh niên nào cũng bạo, khoai chửi. Cứ nghĩ đi, bữa nay, ngày mai tối nữa rồi. Ủa anh. Ngày mai tối, bữa kia tối nữa rồi. Anh mạnh vậy hả? Mà không cần, tại là thiệt chứ, bất xúc thiệt luôn. Sao chị bức xúc? Lẽ nói ra đây. Thì đòi hỏi chơi chút xíu rồi xuống rồi xuống chiều rồi chiều rồi nửa đêm lên tiếp trời đất ơi là đằng sáng tiếp rồi cũng như anh danh chịu nổi không? Ủa bảo làm hết nó đâu nó để cho nói anh làm vậy như chi còn đi làm nữa mà nói đang đi làm rồi em bây giờ có nói anh nghe nè có nói anh nghe nè thì nãy giờ nói là chị nói cô hiểu rồi tức là hay là anh làm cho nó ra luôn mới làm cháy cho anh cái gì thì bảo vậy em mới nói tức vậy đó anh chỉ tức cho anh xìu xìu anh đợi hay là anh một lần để cho bà ngủ và thế mai con đi làm đúng rồi đó nói với anh đúng không đúng hay là vậy nếu mà giờ anh ấy không anh theo con luyện cho anh khỏe đúng anh trai biết sao không thứ nhất anh luyện cho ảnh được ảnh kiếm vợ khác không vâng chứ chỉ có chuyện giờ tôi thấy là hẹn cái là được không chưa sắp con đi đã còn hai đợt rồi bây giờ tôi nói tôi không có lý do tôi không có quen ai hết không có lấy ai hết anh nhà tôi biết chỉ là không quen ai không biết thôi cái này như thế này này cái chuyện gia đình thật sự thì tự gia đình nhà mình biết có thể là cái duyên nợ vợ chồng đến đây thì mình hết thì mình cũng phải chấp nhận anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương không thể can thiệp vào cái chuyện này được nhá anh em chỉ có trách nhiệm giúp anh tìm được vợ về và ngày hôm nay hiện tại ngay giờ phút này vợ anh đã có mặt tại đây để chuyện trò cùng với anh thì hai vợ chồng mình tự giải quyết mình còn thương thì mình ở mà mình hết duyên thì mình đường ai nấy đi bữa nay cho con tôi gặp mặt con tôi thì đợi chừng nào ký giấy ly dị thì tôi cho nó gặp không tự nhiên bây giờ ông đòi gặp rồi gặp ở đâu như vậy thì
động là không có gì hết trơn. Cái chuyện mà như thế này này, cái chuyện mà con cái á, cha mẹ nào cũng thương hết, và không có người vợ hay người chồng nào cấm cản được, cách ly được cái tình mẫu tử hay là cái tình cha con hết. Con là con chung anh ạ, con là con chung, kể cả chị cũng không có quyền để mà cấm anh thăm con. Anh cũng không có quyền cấm chị thăm con. Con là con chung mà. Sau này thì các con lớn này các con tự hiểu thôi nhá. Thì hôm nay thì cái câu chuyện vợ chồng của nhà mình thật sự rất phức tạp chị ạ, anh ạ. Anh em đã có trách nhiệm là giúp cho chồng của chị tìm được chị rồi. Thì hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ xin phép đăng video này lên. Mục đích chính là thứ nhất là báo tin cho tất cả cô chú anh chị biết là tìm được chị. Thứ hai là có thể là những cái lời anh nói về chị không đúng thì để cho cô chú anh chị hiểu về chị hơn, đỡ trách lầm tội nghiệp chị. Thì anh cũng như chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Cái này không đăng được không? Tôi đồng ý. Đồng ý. Cái này đừng có đăng. Không. Tại vì đồng ý. Có nói bậy bạ tổng. Rồi không có đâu, không sao đâu. Chị ạ, người thật việc thật, nếu mà không đăng thì người ta lại hiểu lầm về chị. Chị có đồng ý không ạ? Không đăng đi. Dạ. Hiểu lầm chị không? Khổ ha. Con hỏi chị đi, chị muốn quay về với ảnh đâu? Em không có gì với ảnh, bánh nào tặc nấy à. Em chỉ có thầy là chú bác là không có là. Không, bây giờ tôi nói cho nghe nè, ông thề cắt máy đi, là người tôi sống là ông, là với ông nè, chứ không phải là hại sống. Bây giờ hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau đi, cho nói chuyện thoải mái đi. Đó. Rồi nếu ở được ở không ở được thì đừng ai lấy đi. Tưởng chị là chị nói với bà chồng chị rồi, nói mẹ à, ông Phước ông chửi con bậy bạ hoài đó nghe con bỏ, mà ông mẹ đừng có trách con nghe. Bà già ông còn chửi ông nữa, mấy mày nó làm không nổi để cho nó mà nuôi mày, có đâu mày chửi mày ghen khùng ghen điên vậy đó. Chị nói rồi. Vậy bỏ rồi con cái nữa. Nó giờ nó tôi nói cho ông công việc tôi nuôi tôi bao hết. Không có. Đợi con chung. Đành rằng con chung. Ai mà không với con chung lẽ con yên. Rồi bỏ con vậy nó được chứ rồi anh sao con không nổi. Thì chừng nào đó là ông xong đi rồi tôi điện cho nó gặp ông. Chứ tôi nghĩ đi làm công ty một ngày ông điện 60 cuộc vậy. Ủa điện chi nhiều anh? Nửa đêm cũng điện. Rồi có con nhỏ con có chị đó thì nó mê có coi phim. Con nhỏ nó cứ lướt qua hoài, ổng điện lại cái tắt, điện lại cái tắt, điện lại cái tắt mà nó coi phim không mà. Mà cứ điện hoài mà hai bây giờ mình điện. Chị là làm công ty cụ thể là làm công việc gì vậy? Chị làm hàng gỗ á. Hàng gỗ, còn anh trai này làm gì? Còn chưa đâu. Em nói hả nghe nè, đi lễ tới công ty của em làm. Đi nói với bảo vệ á, hỏi cháu có Lê Thị Thu ở đây làm không, 39 tuổi. Rồi ông bảo vệ, ông nói không có gì á, đi học với bảo vệ mới sao. Tại vì nó bỏ chồng nó ôm con đi theo trai. Trời đất đó ơi. Sao cái người đó nói là bà nói. Nè bảo vệ là nói cho là bảo vệ nói cho là. Nè có vô tôi hỏi bảo vệ. Hỏi ra trong này có tên nào là Thị Thu ông ấy đông quá tôi không biết. Rồi ông ấy xin số điện thoại với tôi nè. Ông còn nói xin số điện thoại tôi là nói để tôi. Tại đông quá tôi không biết người nào hết á. Nó cũng có gai nhô nhiều lắm. Rồi để cho số điện thoại đi có gì đó là tôi hỏi tới người kia thăm. Mà đâu phải nghe chị mà công ty đó. Tại vì thôi tôi là không có nói gì hết. Không nói là nó đi theo trai này nọ gì thôi. Tại vì tôi đứng cái cửa sổ của ông vậy đó. Ông vậy hỏi tìm ai, nó hỏi cho anh hỏi là ở đây có ai mới vô khoảng 20 ngày nay không. Rồi ông nói là ra vô nhiều lắm. Tại vì cái số sốt nổi tới 2000 mấy người rồi. Rồi nói hồi vợ tên gì đó là vợ tên Lê Thu. Có gì đây anh cho số điện thoại đi, có gì đó đi tôi hỏi mấy người kia coi có thì tôi điện cho chú hay đó vậy thôi chứ không có nói là bỏ theo trai hay đó không có thì nói tới giờ bây giờ tốt nhất là đừng có nghĩ tới tôi nữa coi như là tôi đường bà hư đi tại đi ra đường là một khi đi là lấy người ta không đó bây giờ cứ tìm ai được thì tìm đó tôi cho thoải mái còn tôi thì vấn đề tôi là ông khỏi lo cho tôi không có người nào hết trơn á có mấy nhỏ 3 tuổi đó. Vợ chồng dưới quê cũng chửi lộn cũng chửi cũng coi như vậy cũng có bỏ đi đâu mà hồi lên tới giờ hơn hai tháng bây giờ cũng bỏ đi luôn là tôi mấy lần căng chế đó dưới quê thì cũng chửi cũng vậy luôn đó cái máy là họ không chửi đâu cũng vậy luôn đó cũng đâu có gì đâu cũng 2-3 ngày cũng vợ chồng cũng vui vẻ nhau. Tóm lại cái câu chuyện nhà mình em nói thật luôn không riêng gì nhà mình đâu mà tất cả các cặp vợ chồng khi mà bước ra tòa người mà tội nhất anh chị biết là ai không là các con. Thật sự đó là cái điều đáng tiếc. Em vẫn nói trong rất nhiều video. Nhưng mà biết sao bây giờ đây. Vợ chồng bây giờ biết sao đây. Bây giờ mà sống mà cảm thằng con của chị á nói anh chị điện cho con chị á nói á bây giờ ổng nhờ tới anh Hải Bình Dương luôn nó làm. Nó nói ổng rảnh lắm. Tối ngày ổng rảnh lắm mà không lo mà. Tối ngày ổng lo tào lao. Mẹ cứ đi việc nói thẳng với mẹ. Mẹ không có gì mẹ sợ gì. Hồi về chị mới điện cho nó nè. Tao nói ổng công nhận rảnh thiệt. Ổng đi mượn tới anh Hải luôn. Chị nói thiệt chứ bây giờ ba má chị còn sống nữa kêu chị quay về
Kỹ nó thiệt. Không, cái này thì anh em chỉ có trách nhiệm là giúp anh tìm chị thôi. Còn cái chuyện mà vợ chồng ở không là do vợ chồng anh chị thôi. Anh em không có quyền và không dám can thiệp. Bởi vì cái chuyện hôn nhân vợ chồng mà. Rồi em nói anh nghe nè, cũng như mới lên lần đầu. Cứ kiểu như là thiếu thốn tiền bạc xài anh Hải. Rồi. Hai vợ chồng mượn cái chị khác bên là 10 triệu. Ừ. Xài chung với nhau, ăn chung với nhau. Điện về quê nói chị á, nói với con nhỏ em dâu chị á, là nói á, trời ơi thấy chị nó báo lắm. Mới lên hà nó mượn người ta 10 triệu chứ nó đem đi đâu đâu. Đó. Đi học với em dâu chị chứ chị đem đi cho ai, cho trai ăn hay là cho dòng họ chị ăn hay là cho ổng ăn. Này thật sự khó rồi. Trước khi chị đi là chị biết thế nào chị cũng xấu hết. Là lấy người ta. Cây ngay thì không sợ chết đứng, vàng thật thì không sợ lửa. Tối ngày nói chị đi lấy người ta lấy cây trẻ không mà. Nếu mà như thế này, nếu bản thân chị không có thì không việc gì chị phải sợ hết. Không có sao hết trơn. Bây giờ là quyết định là ý anh như thế nào đây anh trai? Xin vợ rồi tha thứ rồi. Nhưng mà mình sao mà trước kia mình hứa thật nhiều, bây giờ mình thất hứa thật nhiều là sao? Em nó không hứa với mình là không có chơi đó nữa. Cái đó là chị không có hứa, cái đó là chị hứa tay nên tôi bỏ bên nhà nhỏ cháu ổng hứa với chị đó, nếu như mà có lần tái phạm nữa là ổng chỉ cho chị đi luôn. Mà có cuộc kia cũng quay vợ với ổng là đi tay nên đó. Ở nhà ai là nóc nhà em hỏi thật này. À. Bây giờ là cái em đi sâu vào cái chuyện đời tư một xíu nhá, ở nhà ai là nóc nhà? Chị hay là ảnh? Ổng nóc nhà đó. Phải không? Cơm nước ai nấu? Thì cơm nước nó ngay đây, nhầm bữa chị nấu, nhầm bữa ổng nấu. Ai là người đi chợ búa? Nó ngay nhầm khi chị đi, nhầm khi ổng đi. Ai là người chăm con nhiều nhất? Thì nó ngay là chị. Chị hả? Ừ. Nhưng mà theo như chị này, nếu mà không xảy ra cái chuyện này á, thì chị nhìn nhận chồng của chị như thế nào? Thì ổng thì cũng tốt. Tốt đúng không? Ừ, ổng cũng tốt. Mỗi... Có cái tập ghen không? Hả? Có tập ghen không? Có tập ghen ghen bậy bạ không à? Anh nghĩ đi, cũng như là ở dưới quê á, có thằng em rể á, cũng như nó đi ra ngoài đường, nó lại nhà chơi uống nước trà đi. Cái nó nói trời ơi, bữa nay đi dạo dạo ngoài đường coi ai đẹp ai xấu. Cái đó là có về cái nhỏ em chị nó hỏi chứ ai đẹp ai xấu anh Cương. Chỗ mày bữa nay bà Thu nhìn coi đẹp gái bả cắn mày. Vậy mà cũng giận người ta, về câu mau với chị. Ôi trời đất ơi. Cũng vậy đó. Anh trai, tới giờ phút này anh còn thương vợ anh nhiều không? Rất là thương. Rất thương đúng không? Nếu mà nếu mà cái chuyện vợ chồng, anh trai, nếu mà cái chuyện vợ chồng phải đến cái hồi kết thúc thì anh có tiếc, có buồn không? Tiếc buồn đúng không? Quá vậy đúng không? Ổng còn ngoài hăm chị nè. Bây giờ hứa là thề, nếu vợ không ở thì tôi trong vòng tới lãnh lương của lãnh lương tôi nghỉ xin cái việc nè, bốn tay nè. Nghỉ làm gì? Thì nó không giờ thấy mặt tôi. Không, anh đừng suy nghĩ vậy, đừng có suy nghĩ vậy, đừng. Để bây giờ không ở nữa. Để bây giờ. Cái này không người ngu. Ở trên đời tôi hết, không nghĩ gì. Còn đừng nghĩ ngay được. Tại sao anh lại có một cái suy nghĩ nông cạn như vậy? Để em phân tích cho anh hiểu. Rất là buồn lắm, dạ con. Em vẫn phải nói với anh trai như thế này. Vợ chồng là người dưng thôi, nha. Vợ chồng là người dưng thôi. Mình thương nhau thì mình ở hết duyên thì đường ai nấy đi. Mình đến với nhau trong vui vẻ thì mình chia tay cũng vui vẻ, chứ mình đừng có suy nghĩ như vậy. Giờ tôi thề là lúc nó không ở đây tôi không lấy người nào hết. Lên lương tôi, bốn tay là lên lương. Rồi nợ nần tôi gửi hết. Rồi. Ổng còn đòi hăm chị điện về quê á, ổng nói ổng gặp chị á là ổng không xin lỗi chị, nếu như chị mà không chấp nhận cho quay về với ổng á thì ổng chị làm ổng khổ, ổng phải làm chị khổ hơn. Còn ổng quậy banh công ty. Bây giờ em hỏi chị này. Cái câu chuyện rất dài rồi, em hỏi chị này. Tới giờ phút này, chị còn thương chồng chị không? Hết rồi, chửi quá hết rồi. Hết rồi hả? Đầu óc giờ bớt rồi. Mình không còn chút tình cảm nào cho anh hả? Không, còn mà chị ra ngoài cũng có thằng nào luôn nữa. Mình suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Bởi vì một khi đã nói ra là khó rút lại được lắm nhé. Tại cộng đồng mạng cái đâu nói bậy được. Dạ. Ta cưng đi chứ đó hết trơn rồi. Dạ. Ông có thằng con đã trước có đấy. Bả đi đâu thì đi, ông lo ông mạng, ông kiếm chi kiếm hoài vậy. Mà không nghe đi lội ngoài đường giống tơ giống như thằng khùng như giống chị đã đi rồi nhắm ở ngoài đường cho ông thấy không? Khó, ca này khó rồi, thật sự khó rồi. Cái này anh em cũng muốn hàn gắn lắm nhưng mà không hàn gắn nổi rồi. Bởi vì cái này là có thể là anh thì còn thương chị nhưng mà chị bây giờ là hết tình cảm với anh rồi, anh cũng phải chấp không nhận thôi. Không phải là chị hết tình cảm với ổng mà chị ra ngoài có người khác. Cái đó là không phải. Dạ. Chị mặn chị nuôi con. Chưa có biết được chuyện đó. Chị mặn nuôi con, còn nếu thông tin nữa thì bữa nào anh Hải qua cái nhà trọ của em đi.
mà qua đừng có chở ổng qua. Qua bác tử sao mà biết, hay qua sao mà biết. Cho hỏi hết nhà trọ luôn đó. Không biết được đâu chị đó em ơi. Cho hỏi nhà trọ đó. Thằng tuổi này không ai biết, không ai biết được em ơi. Thì bởi vì tôi nói với ông rồi, con đường bà tôi nó hưng rồi, ông đừng có nghĩ đến tôi nữa, ông kiếm một người đường bà khác đi. Anh không nghĩ đây. Đó, tôi hưng hưng rồi. Ông đi tiền, không nghĩ em là đi tiền năm nửa tháng nay. Còn nó nông cạn quá, mình chữa vậy, em suy nghĩ rồi, cũng rất là buồn. Đợt trước đi như vậy nó mấy ngày mà còn về chữ như vậy á, đừng nói đợt này mà một tháng mà về còn cỡ nào, anh Hải đâu có ở, chị ở mà. Đợt ấy, dạ. Đó, nếu bây giờ ông thề với ba má ông cũng vậy luôn, chứ đừng nói riêng anh Hải. Đó. Có gì em cái việc kia pháp luật cho. Thôi tôi hoa. Ngày xưa em hỏi này, ngày xưa cái lúc mới yêu á là có bao giờ mà như thế này không? Không, hồi đó đến ngày chị gặp ổng thì kêu ổng bằng chú không đó. Ủa sao kêu bằng chú? Chú sinh con một sớt đó. Phải không? Cái ngày ban đầu hả? Ban đầu mới quen còn là chú không, chú sinh con không đó. Ngày đầu ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ thật sự là rất buồn ha, tiếc thật. Ở lúc đầu kêu gặp anh kêu bằng chú sinh con hả? Chú sinh con không mà em kêu bằng con ổng bằng anh. Trời vợ. Ủa sao kỳ á? Con anh bao nhiêu tuổi? Con ổng lớn em 2 tuổi. Ừ. Con năm 88. Nhưng mà con gái trai. Thằng trai bự mặt luôn. Vậy nó ở đâu? Nó ở gần sao nhà chỗ luôn. Con nhà vợ chồng làm công ty. Ủa sao kỳ ta? Hai chồng vợ vợ lớn ông vợ ở gần nhà trọ của em không hả? Có vợ lớn ổng ở Vĩnh Long. Vợ vợ lớn có vợ có chồng khác chưa? Có chồng rồi. Tội nghiệp không? Cha mẹ mà đi vậy con đi cái. Tiếc rằng là hạnh phúc chưa được bao lâu ha, mà bây giờ đến giờ phút này thì vợ chồng phải như vậy, biết sao đây. Em thì nói thật trong câu chuyện nhà mình là em không có thương hai người lớn đâu. Em đang thương cái bé gái 3 tuổi, thật sự rất thương. Bởi vì em suy nghĩ rất nhiều, bởi vì bé bây giờ... Bây giờ chị có quay về là được, bây giờ mình sống con. Không. Biết sao không? Nếu như sống vì con á, em đợi đi vị với ổng, em kêu con lên mặt với em. Bây giờ như thế này này nha, em chưa biết cái cuộc tình này đến đâu, nhưng em mong rằng sau ngày hôm nay hai vợ chồng kết thúc, nhưng em mong rằng cả cha và lần mẹ phải có trách nhiệm với các con của mình, đặc biệt là bé 3 tuổi nhá. Cho dù sau này mình như thế nào, chị và anh không còn ở chung với nhau nữa, không còn thương nhau nữa, nhưng mà làm ơn giùm cái, chồng hay vợ đều có trách nhiệm với con, nuôi cho bé tới 18 tuổi và đặc biệt phải cho bé được ăn học tới nơi tới chốn. Để sau này bé không riêng gì chị mà anh cũng phải có trách nhiệm nữa nhá. Khổ thật sự khổ. Thôi cái câu chuyện nó đến đây thì chắc là em cũng xin kết thúc thôi. Một lần cuối cùng thì em xin phép được đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội để cho tất cả các cô chú anh chị cùng xem. Chị có đồng ý không? Thì tôi cứ dịp đăng đi. Dạ, anh trai có đồng ý không ạ? Dạ rồi, anh Hải có điều gì chia sẻ nữa không? Thôi nói chung ra là sự việc gì là bây giờ tôi cũng khuyên hết là hai chồng về quay chuyện về lại, dù sống gì con đi chứ giờ nên sống con. Còn cái chuyện mà tôi không có ép chị ở lại không, cái gì là của hai chồng ha. Còn tôi nói gì thôi, còn chị suy nghĩ là đi về, chị suy nghĩ là đi ha. Thì em nói gì đó, muốn sống vì con á thì đợi chừng nào em với ổng ly hôn thì con em sống với em. Thôi con cũng không bó tay rồi. Bó tay chấm con thôi. Cái chuyện vợ chồng mà bây giờ anh em hiệp sĩ đi bắt cướp bắt trộm chứ, bây giờ chuyện vợ chồng anh em đâu can thiệp được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Rồi xin phép chào và chào hai vợ chồng anh chị. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì tất cả các cô chú anh chị xem video này cũng mong rằng cô chú anh chị cũng phải hiểu và thông cảm cho anh em. Em xin chào và xin hẹn lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.